Chiều 27 tháng 5, tân huấn luyện viên Kim San-sik chính thức lên danh sách triệu tập 27 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho hai trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân nhà gặp Philippines và làm khách Iraq. Nhiều tuyển thủ như Nguyễn Phong Hồng Duy, Quế Ngọc Hải đều nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim San-sik nhưng không thể góp mặt do chấn thương hoặc việc cá nhân. Cụ thể, hậu vệ cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy của Nam Định tổ chức lễ cưới vào ngày 2 tháng 6 tại quê Bình Phước, trong khi đội tuyển hồi quân từ ngày 1 tháng 6. Sau khi trao đổi, huấn luyện viên Kim San-sik muốn Hồng Duy tập trung cho sự kiện trọng đại nên không điền tên anh vào danh sách cuối cùng và sẵn sàng cho đợt tập trung tiếp theo khi có cơ hội. Quế Ngọc Hải không thể lên tuyển do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ở 3 vòng V-League gần nhất, trung vệ của Bình Dương lần lượt chơi 4 phút ở trận thắng Công an Hà Nội với tỷ số 4-1, 13 phút ở trận thua Quảng Nam với tỷ số 0-1 và không thi đấu ở trận thua Sơn Nhàn với tỷ số 0-1. Tính từ đầu mùa 2023-2024, Quế Ngọc Hải mới thi đấu 11 trận V-League với 693 phút. Anh chật vật lấy lại thể trạng tốt nhất kể từ khi gặp chấn thương rách bắp chân vào tháng 10 năm 2023, sau đó tái phát chấn thương ở trận Việt Nam thua Iraq với tỷ số 0-1 tại vòng loại 2 World Cup 2026. Ngoài Quế Ngọc Hải, Công Phượng cũng lỡ hẹn với đội tuyển khi gặp chấn thương bắp chân hôm 23 tháng 5. Trong những trường hợp đáng chú ý khác do chấn thương dài hạn mà chưa thể trở lại, nổi bật có Đoàn Văn Hậu dự kiến hồi phục hoàn toàn vào tháng 8. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc bị tổn thương dây chằng cổ chân, dự kiến trở lại thi đấu vào tháng 6. Trong khi đó, hậu vệ Võ Minh Trọng, thường xuyên đá chính dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuyê, phải nghỉ hết mùa sau khi phẫu thuật vai vào cuối tháng 4.